Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời điện 220, sử dụng điện 220, sức tải là 500 kg đến 1000 kg. Tại sao có sự lý giải về tải trọng dao động giữa 500 và 1000 kg thì các bạn lưu ý là ở đây nó bố trí cho các bạn thêm một cái pa lăng này, cái móc kiểu pa lăng này. Khi các bạn móc cáp đôi ấy, thì tải trọng nó sẽ tăng lên 1000 kg. Còn khi các bạn móc nguyên cái cáp đơn này của nó này thì nó chỉ có 500 kg thôi. Đấy. Và cái này thì nó có cái chặn hành trình đấy các bạn nhé. Các bạn để ý cái công tắc này. Đấy, khi các bạn rút cáp lên đến cao điểm hết hành trình ấy, thì nó sẽ chặn lại và nó không hoạt động này. Đấy. Cái bộ này thì có trọng lượng của nó là 30 kg. Chiều dài tổng thể là 47 cm, 48 cm. Đấy. Chiều cao của nó là 25 cm. Đấy. Chiều rộng của nó thì cũng 20 cm. Nó có điều khiển bằng tay, sử dụng điện một pha là 220V. Có cái bộ giá treo này. Cái giá treo này thì bắt ở dưới đế của cái này. Khi bắt tời lên thì cái này là phần phía dưới và cái này là phía trên. Đấy. Đây là cái phụ kiện đi kèm của nó, một cái bộ móc này, một cái bộ móc như thế này, hai thanh như thế này. Đấy. Thì cái này các bạn cứ cắm điện vào sử dụng bình thường thôi, không có cái gì phức tạp cả. Ở đây mình sẽ cắm điện là mình thử cho các bạn xem. Đấy. Lên này. Đấy, khi cái công tắc hành trình nó đóng này đấy, thì các bạn bấm nó sẽ không nhả ra nữa. Còn khi các bạn nhả ra thì đấy, nó rất là êm các bạn nhé. Hiện tại thì do cái băng dính này nó đang quấn lại bên niêm phong lại, cho nên là mình không rỡ ra. Cái tiếng kêu tạch tạch ấy, nó là tiếng đóng phanh các bạn nhé. Ở trong này nó có cái bộ phanh để chống trôi. Cái tiếng cạch cạch mà các bạn nghe thấy là cái tiếng phanh nó đóng lại. Đấy. Đấy, còn bình thường nó chạy rất là êm như này. Đấy, khi các bạn dừng lại nó cạch cái là do cái tiếng phanh nó đóng. Đấy, hết hành trình là coi như là nó dừng lại luôn. Có quạt là mát. Mọi chi tiết thì đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng những cái sản phẩm mới nhất lên trên video. Cái model này gọi là model PA 1000, ở trên này thì nó ghi là 999, còn là mình cứ gọi là PA 1000 cũng được.